Hải Tú và loạt sao Việt khốn đốn khi nhãn hàng quay lưng. Dính scandal lớn, Hải Tú Hồ Ngọc Hà bị anti-fan tấn công. Anti-fan thậm chí gây áp lực lên các nhãn hàng nhằm xóa sổ những ngôi sao này. Thời gian qua, tin đồn Sơn Tùng Thiều Bảo Trâm chia tay nhận được sự quan tâm từ dư luận. Hải Tú gà cưng trong công ty Sơn Tùng bất ngờ bị lôi vào cuộc với nghi án trà xanh. Dù người trong cuộc chưa có bất cứ phát ngôn nào, song sự việc vẫn không có dấu hiệu dừng lại khi mỗi ngày anti-fan lại vào đào xới, truyền tay nhau những hình ảnh cũ không mấy đẹp mắt của Hải Tú. Không chỉ hoạt động trong group, anti-fan Hải Tú còn vào fanpage các nhãn hàng, chương trình có sự xuất hiện của Hải Tú để tạo áp lực. Sáng ngày 30 tháng 1, anti-fan rủ nhau tấn công một nhãn hàng nữ diễn viên tham gia đóng quảng cáo. Những người này cảnh báo nhãn hàng nếu không muốn bị tẩy chay thì phải xóa sổ Hải Tú trong vai trò đại sứ thương hiệu. Trước sự công kích, đại diện nhãn hàng cho biết Hải Tú chỉ là diễn viên đóng quảng cáo cùng hai người bạn diễn khác, không phải đại sứ hình ảnh. Dẫu vậy, phía nhãn hàng cũng tuyên bố sẽ ngừng sử dụng hình ảnh Hải Tú trong chiến dịch của họ. Chưa dừng lại, anti-fan còn gửi tin nhắn tới một nhà xuất bản sách, nói về việc nữ diễn viên dùng cuốn sách ra nơi đây in ấn để che vùng nhạy cảm. Dù chưa rõ kết quả thế nào, song theo tin nhắn phản hồi, phía nhà sản xuất cho biết sẽ liên hệ trực tiếp với công ty của Sơn Tùng, nơi Hải Tú đang làm việc để làm sáng tỏ sự việc. Năm 2016, Hồ Ngọc Hà gây chấn động showbiz Việt với tin đồn người thứ ba xen vào gia đình Chu Đăng Khoa. Kể từ khi bức ảnh thân mật trong quán bar với Chu Đăng Khoa, đại gia Kim Cương có vợ và ba con lan truyền. Nữ hoàng giải trí đã vấp phải những lời chỉ trích gay gắt. Lần đầu tiên Hà Hồ hứng chịu làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ dân mạng, nhất là các bà mẹ bỉm sữa. Thời điểm đó, slogan Hóa đơn không Hà của Hội Người Tiêu Dùng Thông Minh được thành lập như một tuyên ngôn bài trừ thương hiệu có Hà Hồ. Đặc biệt, hội này cũng kêu gọi các thành viên không cổ vũ khi nữ ca sĩ hát, không mua băng đĩa có Hà Hồ tham gia và thay mặt hàng khác, tránh mác Hà Hồ. Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ tới mức hàng loạt các nhãn hàng do nữ ca sĩ làm đại diện đều bị người tiêu dùng thay thế. Khoảng năm 2011-2012, Ngô Kiến Huy vướng ồn ào có con riêng với em gái ca sĩ. Ồn ào xảy ra lúc sự nghiệp đang nở rộ khiến nam ca sĩ mất hết hợp đồng quảng cáo, mất show diễn và gần như trắng tay. Ở thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó. Ngô Kiến Huy từng chia sẻ về khoảng thời gian đen tối vô cùng trong cuộc đời của anh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.